Hai anh chào tất cả anh em nha. Nay Động Cơ Vinh Quang mình giao chiếc ECP 8000 chẳng này về Krông Ba của huyện Krông Ba của Gia Lai nha. 8000 chẳng này 6 máy đây. Động cơ 6 máy nha. Chiếc này nó đang chạy bánh sau là bánh 18-34 nha. Bánh 18-34 này. 18-34 đây. 8-4-34 nha. Bánh trước của nó đang chạy lốp 11-24 nha. Rất là đồng nha. Ra vô rất là nhẹ nè. 11-24. Cái này thì trước nó có dùng cabin nhưng mà giờ bỏ luôn rồi nha. Dòng này thì hầu như là dùng cơ đây. Đời này 8000 cần số 9 đây nha. Số 9 đây. Số 9 nằm ở giữa đây. Bánh 18-34 này thì ráp kèm theo một dàn chảo đây nha. Chảo 7, 7 trung nha. Này mới gắn biển số nè. Rồi, khách đang test thử máy lần cuối anh em trước khi lên đường nha. Máy rất là ok rồi nha. Rồi, chào tất cả anh em nha. Rất là cảm ơn anh em thời gian qua đã theo dõi kênh nha. Nó đang quay đây. Cho anh em không quay. Tối quá. Tối thật được. Hoàng Cầm nha. Hoàng Cầm hả? Không quay. Tối mà. Đồ.